Quý vị thân mến, 3 năm Covid-19 hoành hành là 3 năm nhiều người lao động rơi vào cảnh khốn cùng khi không có nguồn thu nhập ổn định để duy trì cuộc sống. Lợi dụng điều này, một số đối tượng cho vay nặng lãi đã đục nước béo cò, thừa cơ trục lợi. Đó là chiêu trò của bà Trùm Kim Dung ở Hà Đông vừa bị công an bắt giữ vào ngày 8 tháng 1. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem bà Trùm này đã làm gì để ngụy trang cho đường dây tín dụng đen của mình. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Kim Dung sinh năm 1978, trú tại Trường Mỹ, Hà Nội, bán vé máy bay tại nhà. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Dung có những mối quan hệ kinh tế bất minh. Quá trình xác minh, Công an quận Hà Đông làm rõ Dung cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ. Đối tượng này thỏa thuận với khách vay 10 thì sẽ chỉ nhận được 8, tương đương với vay 1 triệu đồng sẽ nhận được 800 000 đồng, tương đương lãi suất 182,5% một năm và trong vòng 40 ngày sẽ phải trả tiền. Theo cơ quan công an, mặc dù lãi suất như thế nhưng vì gặp khó khăn hậu Covid-19 nên nhiều người lao động nghèo, bà con tiểu thương vẫn phải cắn răng vay tiền của Dung để trang trải cuộc sống. Để xử lý triệt để tụ điểm cho vay lãi nặng của Dung, công an quận Hà Đông nhanh chóng củng cố hồ sơ xử lý triệt để hoạt động tín dụng đen của bà Trùm này. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 5 tháng 1, cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Kim Dung. Làm việc với cơ quan công an, Dung khai nhận từ tháng 8 năm 2022 đến nay đã cho nhiều người vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Mặc dù hoạt động tín dụng đen, nhưng Dung không thuê các đối tượng xã hội đòi nợ đe dọa khách mà trực tiếp làm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.